thì Xuân Tiến đến nhà của Thảo Ly, là một MC của kênh truyền hình Let Việt. Và bạn này hôm nay mở một cái shop, đó là cái shop bán bánh lọc online đặc sản của vùng đất cố đô Huế, rất là đặc biệt. Và bây giờ thì mình sẽ cùng đến với các công đoạn để tạo ra được một cái sản phẩm phục vụ cho những cái thực khách khó tính ở vùng đất thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên là trộn bột. Trộn bột để ra sản phẩm này. Đây là bột lọc. Và cái bột này thì lấy từ Huế vào. Đó, nguyên liệu là lấy từ Huế vào nha quý vị. Sau đó là chúng ta đến cái đoạn làm nhân. Đây là nhân. Đây, con tôm nào? Con tôm nếp bự chập bá lửa. Nhân này là được mua từ những nguyên liệu sạch và sau đó được sơ chế. Và sau khi làm bột và làm nhân xong, chúng ta sẽ đến công đoạn là phơi lá chuối. Thì Thảo Ly cũng rất là tinh tế đã chọn ra một cái chung cư để ở và có hai cái phòng, một phòng để ngủ còn một phòng còn lại để phơi lá chuối. Thì đây là lá chuối được mua từ chợ và sau đó được lau sạch và phơi cho nó vừa héo héo để nó mềm, để khi một lát nữa mình gói lại mình gấp nó không bị gãy ha quý vị ha. Đây, gấp là như thế này đây. Đây rồi, bây giờ là để hoàn thiện cái bánh đầu tiên là múc bột vào trong lá như thế này. Đây, múc bột trong lá. Đây, nhỏ nhỏ thôi, bé bé xinh xinh. Sau đó là bỏ nhân vào. Một con tôm và một miếng thịt. Thật sự là rất là khó để lựa là tôm với thịt, tại vì miếng nào cũng bự cho bá lửa giống nhau hết, khó lắm. Sau đó là đến giai đoạn thứ ba, là giai đoạn gấp lá mà Thảo Ly sẽ chia sẻ với quý vị. Gấp lá đây, gấp lá đây, gấp đó, rất là điệu nghệ. Ngoài cái miệng nói giỏi ra thì cái tay cũng gói rất là khéo. Và bạn Ly là sinh ra ở vùng đất cố đô Huế đó, cho nên là rất là rành cái món này. Và sau khi gói xong thì hai cái sẽ gọt là một cặp. Và sẽ dùng cái lá chuối để mà quắn luôn quý vị. Không sử dụng bất cứ một cái công nghệ nào hết, không sử dụng bất cứ một cái dây thun hay là dây lạc gì hết, mà sử dụng trực tiếp trên cái chiếc lá chuối thân thiện với môi trường như thế này. Và cuối cùng là bỏ vào trong sửng hấp. Dạ, hấp cách thủy cho quý vị. Nhớ giùm em là hấp cách thủy chứ đừng có đem vô luộc, nghe không? Ai mà đem vô luộc là không có bánh mà ăn luôn. Đó, phải hấp cách thủy. Đó, bỏ vô cái sửng hấp khoảng 15 đến 20 phút. Và khi nào mà cái lá bắt đầu nó dậy cái mùi lá lên, nó hơi héo héo một tí là có thể ăn được. Và đây là thành phẩm. Đây, gì có thành phẩm đâu. Đó. Một chút nước mắm nha, lột ra một chút nước mắm với hành phi. Và đặc biệt là phải ăn kèm với chả nữa đây. Chả nè, đó. Bự cho bá lửa luôn, 4.000 một cây nha quý vị. Chả là 4.000 một cây. Bánh lọc, dạ 40.000 chục. Dạ, ai ăn liên hệ Thảo Ly, Thảo Liên, chị em sinh đôi. Địa chỉ 359 Phạm Văn Chiêu, phường 6, Gò Vấp. Đó, hoặc là gọi điện số điện thoại 0902 577 473 để được giao hàng tận nơi. Dạ, 3 phần em mới ship. Dạ. Các nhà thân mến, bây giờ Xuân Tiến sẽ cùng thưởng thức món bánh lọc sau khi mà được hấp từ cây bánh sống này, thì đã cho ra lò một dĩa như thế này. Đây là sản phẩm thật ha. Bây giờ Xuân Tiến sẽ ăn cho quý vị xem và mở ra cái bánh này rất là ngon nha. Bánh rất là ngon luôn quý vị. Đây, bánh rất là ngon, bánh mới nóng hổi luôn. Đây, con tôm nó bự chà bá nha quý vị. Con tôm bự chà bá nè, thấy không nè. Không hề thấy bánh lọc đâu hết, chỉ thấy tôm thịt thôi. Đó. Đây là gì, đây là gì? Đây là chén nước mắm. Đây là chén nước mắm. Đó, chấm vô, đó. Trời nha, từ từ nha. Trời ơi, nó sánh mịn nè, nó cho đó. Có chút mỡ hành nữa, trời ơi. Không nỡ ăn á, đã quá. Ăn kiểu bông màu xanh nha. Chắc đầy luôn. Quá đã quý vị. Cây cây béo béo của thịt ba chỉ, giòn giòn của tôm còn nguyên vỏ. Và bộ thịt dai dai của bánh lọc rất là đã. Một sự hòa quyện. Nhân thì vừa ăn, nước mắm thì vừa cay nhẹ, mặn mặn, cảm giác rất là phê. Thời tiết khoảng đang mùa này mùa mưa nào, và cũng bị vào chính vụ mưa đó, thì 2 giờ chiều mà quất cái này em nghĩ là buổi tối nhịn cơm luôn. Tại vì có thể ăn một lần 20 cái thì chuyện rất là bình thường. 2 giờ là chuyện bình thường.
Em có giao đến quận nhất không? Có. 50 bánh, 10 cây chả, inbox giùm cho Võ Thảo Liên. 2 Facebook luôn. Bánh rất là ngon quý vị, và ai muốn ăn bánh để liên hệ trực tiếp với Facebook của MC Thảo Ly hoặc là Facebook Võ Thảo Liên, và có thể gọi điện đặt hàng trực tuyến qua số điện thoại là 0902 577 473 của Thảo Liên, là em gái ruột của MC Thảo Ly, cô chủ của cái món bánh lọc này. Và đây xin được giới thiệu với cả nhà, đây nhân mới vừa tiếp nhân, đây là nhân để làm bánh lọc chiều hôm nay giao cho khách, những vị khách yêu quý của shop của cửa hàng online ha. Xin chào cả nhà, đây là shop bánh lọc Huế online ngay tại nhà. Và Ly rất là vui khi mà chia sẻ một cái món độc đáo và được coi là đặc sản của miền Trung, và chính xác là của người Huế ạ. Đó chính là bánh lọc gói ha. Bánh lọc gói sau khi thành phẩm xong, mình sẽ chia sẻ về cái cách thưởng thức ha. Đầu tiên á, là cái bánh nó còn mới, nó tươi nguyên là nhờ cái lá chuối vừa xanh vừa tươi và được chọn lọc kỹ. Rồi bên cạnh đó là cái con tôm chất lượng nữa, hầu như là cái miếng bánh nào khi mà được gỡ ra nó cũng chất lượng y như nhau. Con tôm nó cũng bự nè, một miếng thịt ba rọi, ba chỉ nữa, nó rất là ngon ha. Cộng thêm nước mắm, nước mắm của mình á là theo phong cách của miền Nam để mà phù hợp khẩu vị của người miền Nam. Nó là màu đỏ của ớt nè, quyện vào màu xanh của hành lá và thêm một cái chút mỡ màng, rồi có thêm nước mắm nữa, béo béo, nước mắm mặn mặn, rồi thêm cái nhân nữa nha. Nói chung á, mặc dù đây là bánh nhà Ly làm, nhưng mà bởi vì á, trước đây ban đầu á, trước khi bán là làm cho nhà ăn, cho nên hầu như á, ngày nào Ly làm Ly cũng ăn, ăn để cảm nhận và mình kiểm tra thêm là cái chất lượng nó có tương đồng hay với nhau hay không. Thì thật sự Ly cảm thấy rất là tự hào, bởi vì á, có một cái công thức chuẩn rồi, cho nên mỗi lần làm thế nào á, nó cũng hấp dẫn như vậy hết á. Mọi người có thể là nhìn hình ảnh chưa thật sự tin tưởng thì các bạn có thể liên hệ bánh lọc Huế online để mà thưởng thức nha. Thưởng thức một lần thôi, chắc chắn sẽ nhớ mãi. Cảm ơn cả nhà. Rồi cả nhà ơi, một phần của mình là chỉ có 40 ngàn thôi nha, là bao gồm 10 cái bánh đã được gói cẩn thận ở trong một cái hộp trong suốt như thế này. Cho nên là tới nơi cái là cả nhà mở ra, nó nóng nóng, hổi hổi, rồi bên cạnh đó là có nước mắm, mỡ hành nữa, có ớt nữa. Đảm bảo là hương vị là nhức nách luôn. Cho nên là cả nhà nhớ ủng hộ nha. Mình có thể là inbox vào cái Facebook Võ Thảo Ly hoặc Võ Thảo Liên, hoặc là vào trang bánh lọc Huế online để mà order đơn đặt hàng nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ nha. Đậm đà hương vị quê.